Xin chào cả nhà, hôm nay là 15 tháng 4 năm 2022. Hôm nay thì em có nhận mấy cái con biến tần này, sửa xong rồi thì gửi tới với mọi người. Và em cũng có chia sẻ một chút là về khi các bác nào mà gửi hàng tới bên em để sửa chữa ấy, thì các bác ghi ra một tờ giấy là lỗi gì và họ tên người nhận nhá, dán vào máy của em cái để em trả. Bởi vì là có những bác gửi tới chả ghi cái gì cả, mà trên cái phiếu của cái thùng ấy thì lại nó bị dấu số điện thoại, em ra là xong rồi chả biết của ai mà trả đấy. Nhưng bác này bác cái đánh số điện thoại đây thì còn biết này đấy, có bạn thì ví dụ bạn này thì không có này, của bác này thì cũng không có chẳng hạn đấy, nó rất là khó. Nên nhiều cái check Zalo ra được nhưng mà nhiều cái lại không check được. Nên là bác nào mà có gửi bên em sửa biến tần hoặc kích điện thì ghi ra một tờ giấy xong là dán nó vào trong cái máy, thì bên em bóc máy ra bọn em sẽ lưu lại thì nó dễ hơn. Sau này sửa xong trả luôn. Vì có những bác gửi xong bắt đầu sửa xong chán rồi nhưng mà chả thấy nhắn tin lại gì cả, mãi mới thấy đòi máy thì là lúc đấy mới trả được. Bởi vì nhà em bán hàng thì một ngày thực sự mọi người nó rất nhiều tin nhắn mà nó cứ trôi liên tục ấy, nên là có khả năng là sẽ không kiểm soát được. Ở đây thì em có nhận được một con máy này của một bác trên Bắc Giang này, con này là con Sure, con này nhận mấy hôm rồi sửa xong rồi, hôm nay là đang bỏ test máy và trả khách này. Con này là 3000 VA 2400W này. Con máy này là sạc PWM 50A nhá. Con này bị bệnh là máy đang chạy bình thường nhưng mà người ta đánh chập điện lưới. Tức là điện lưới là trong quá trình khách sửa cái máy giặt, thế là hai dây điện nó chập với nhau, thế là máy đang chạy có tải lổ luôn. Chết hết một loạt công suất. Những cái máy mà sửa công suất như thế thì thường bên em sửa nó sẽ hết khoảng 1,2 triệu thay công suất đầu ra, và con này chết cả công suất đầu vào của ắc quy luôn. Con máy này là con máy này nó bị lỗi 53 này, con Sure này bị lỗi 53 nhé. Con này là 3kW 24V, 3kW 24V 4000W/mbpt. Con này bị lỗi 53 nhưng mà con này thì lại không chết sò, không chết mà nó là chết biến áp mới chết phần diode. Con này thì thay cái biến áp này, con này thay cũng đắt tiền. Vì một cái biến áp nhỏ đấy, mấy trăm nghìn cái biến áp, nó chỉ nhỏ cái ngón tay thôi, biến áp nhỏ ngón tay, mới chết một loạt các diode ghim. Nói chung là nhiều thứ lặt vặt. Cái bệnh lỗi 53 này là sửa cũng hết 1,2 triệu này. Còn của một cái bác này thì bác cái con này bị lỗi quạt với lỗi mạch cũng sửa xong rồi đây. Bác này thì bác cái lỗi quạt bác ấy không làm gì được, bác ấy cắt cái này ra xong bác ấy gắn cái quạt vào bác ấy thổi. Trông cái máy nó che chét rồi. Đây. Con này là lỗi quạt này. Con này là 5kW 48V, công suất PV 3000W và solar là 145V. Solar cũng là MVVT nhưng mà MVVT áp thấp của Sure. Đây là ba máy Sure nhá. Đấy là ba cái máy Sure. Mọi người có nhu cầu sửa biến tần này, kích điện thì liên hệ bên em qua số điện thoại là 0987006938. Đây có một con kích này, kích này là kích Sure 24V. À xin lỗi mọi người, là con này là 12V. 12V bao nhiêu nhỉ? 12V 3000W. Đây. Con này thì không hiểu khách chạy kiểu gì nhưng mà máy mới tinh ấy, nhưng mà chết hết, chết tất cả là 8 con công suất này. Em phải thay mất 8 con công suất này. Bo dao động này. Bo dao động đây. Bo dao động của nó thì chết rồi, không sửa được, nó chết luôn vi xử lý luôn, xông vào vát chết, nái chết luôn cả vi xử lý. Cấy rồi nhưng mà không được, đợt này không mua được bo dao động của Sure. Bo dao động Sure đợt này không mua được. Thế nên là bên em bắt buộc là phải làm ESG002 vào đây. Đây là bo dao động của Sure này. Hai con này thì có thay các cái con điện trở nhỏ nhỏ ở đây thì có thay, nhưng mà cái riêng cái con vi xử lý này thì chịu chết. Vi xử lý thì ngoài thị trường có bán nhưng mà mình không có cái phần mềm để mình nạp vào ấy. Không có cái phần mềm nạp vào nên là nó không làm gì được.
Đấy, bò sưa này, con này cũng đều chết vì xử lý hết. Cái dòng này thì khi mà nó bị chết từ phét ấy, nó không có IC quang để bảo vệ, nên thành ra là điện 400V nó sẽ xông thẳng vào đây. Xông thẳng đây và nó xông thẳng vào IC này, nên là dẫn tới là con IC cũng tèo luôn. Nó bị mất một bên dao động, máy không thể chạy được. Còn những cái mạch nào mà nó chết mà nó không chết cái dao động này thì chỉ có chế thay phét thay hai con nái ở đây, và thay cái con yếu con IC 8 chân này là được. Thế còn đây toàn dính phải bo chết vì xử lý đấy, không làm gì được. Đây con kích này thì em cũng sửa xong rồi. Về phần DC đầu vào thì nó không bị sao cả, nhưng mà phần AC đầu ra thì chết hết, chết thằng cẳng luôn. 2468 con. Diốt này thì không chết nha mọi người nhá. À ở đây em có cấy một con gì nhỉ? Cấy một con điện trở này, cấy một con điện trở vào đây. Thế khi cấy con điện trở lại thì cái quạt này nó sẽ chạy ở cái mức độ là nó chạy lưu diêu. Đấy, khi nào thật nóng thì cái con dơ le này nó sẽ đóng điện một phát là quạt sẽ quay tốc độ cao. Còn bình thường khi mặc định bật kích lên là cái quạt này nó sẽ tự chạy ở cái mức độ lưu diêu. Bằng cách này chơi cấy một con trở sứ vào đây. Đấy. Thì là cái quạt này nó sẽ luôn luôn chạy, thì cái nhôm này nó sẽ được làm mát liên tục và làm mát ở tốc độ thấp. Còn khi mà chạy tải công suất cao thì cái nhôm này nó tăng cao lên ấy. Cái nhôm này nó gì nhỉ? Nó nóng hẳn lên thì là bắt đầu nó sẽ đóng. Cái nguyên lý làm mát của mấy cái con sua này thì nó rất là buồn cười. Là nó chỉ chạy mỗi đây, chạy mỗi một cái con dơ le 50 độ này. Đấy, mọi người nhìn thấy con dơ le 50 độ. Tức là khi nào nhiệt của cái tấm nhôm này nó đạt 50 độ thì con dơ le này sẽ đóng và hai cái quạt này sẽ hút hơi nóng ra. Thế nhưng mà ví dụ mọi người đang chạy ở công suất cao, rất là cao. Đấy, mà cái tấm nhôm này bắt đầu lên 50 độ rồi nhưng mà cái quạt nó hơi tản nhiệt thì không thể nhanh được, vì đây quạt hút nó không hút ra nhanh như vậy được. Thì dẫn tới tấm pin này nó sẽ bị quá nhiệt, cái tấm này nó nóng quá nó sẽ bị quá nhiệt. Đấy, quá nhiệt như vậy thì là nếu như mà cứ chạy tải cao liên tục mà nó không hút ra được thì dẫn tới là có thể nóng quá là nó chết công suất. Đấy. Cũng nhiều cái là cũng nhiều bác là dính cái trường hợp là cái con này nó bị lỗi, nó không lẩy, cái quạt này nó không quay. Máy chạy nóng ran lên bắt đầu mà cũng không thèm quay, tại vì 50 độ mà. Nó không quay thì dẫn tới là nó máy cũng chết luôn sò. Đấy, có trường hợp như vậy. Đây, còn ngoài ra thì nó cũng có thêm một tính năng bảo vệ nữa là nó có một con diode, một con cảm biến nhiệt ở góc này. Đây, nó bôi keo trắng này. Đấy là một con cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt là khi cái nhiệt độ cái này nóng quá thì nó sẽ giảm công suất xuống hoặc nó tự tắt máy đi. Nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt là nói thật với mọi người là nó cũng không hoạt động không tốt. Có trường hợp là nó hỏng quạt hoặc là cái con dơ le này nó chết, quạt nó không đóng, vô mới nóng quá. Nóng quá thì bắt buộc sò nó phải lổ, nếu nó không ngắt được thì nó sẽ lổ luôn. Khi trong trường hợp nóng, ví dụ con sò này của nó là 60A. 60A là ở nhiệt độ 25 độ C thôi, còn khi mà nó đã chạy nóng lên 50 độ rồi thì là nhiệt độ của sò lúc đấy là phải hàng trăm độ thì tấm nhôm nó mới 50 độ. Đấy. Và khi mà ở cái nhiệt độ cao như vậy thì nó chỉ chịu được khoảng 25A thôi. Mà lúc đấy vô tình mọi người bật một cái máy bơm hay là một cái tải lặng gì đấy một phát là con kích nó tèo luôn. Lúc đấy là lập tức sẽ lổ sò. Cái bệnh đấy nó gọi là bệnh, bà ta bảo là tự dưng là kích đang chạy và lăn ra chết. Nó có giải thích thì nó sơ sơ đó, nhưng mọi người cứ hiểu cho nó như vậy. Thế nên là bên em cái con kích này thì sửa độ thì bên em sẽ độ thêm một con điện trở vào đây, để cho cái quạt này nó sẽ luôn luôn hút gió và cái tấm nhôm này nó sẽ được luôn luôn được làm mát. Làm mát cái quạt này khi nó quay hết tốc độ thì nó kêu rất là to. Khi mình đấu một con điện trở vào đây thì nó sẽ quay ở cái mức là nó lưu diêu thôi. Đấy, thì nó quay nó không ồn. Khi nào thật nóng nữa thì nó đóng vào phát thì nó mới quay réo một cái. Đấy. Vì mấy cái kích này thì nó là kích nó không sử dụng quạt smart, nên thành ra là có nhược điểm là khi mà quạt nó quay ở tốc độ cao nó sẽ kêu. Thì để giảm hiện tượng đó thì bên em đã lắp thêm một cái con này, độ chế thêm để cho nó cái tấm nhôm nó được làm việc liên tục và cái quạt nó sẽ hút gió và cái thời gian mà nó bật cái quạt hết tốc độ nó sẽ lâu hơn. Rồi bây giờ sẽ quay ra test kích và test sạc cho mọi người xem nhé. À, test kích và test mấy cái biến tần. Vì hàng bên em sửa xong thì bao giờ cũng phải test, với kích thì thường là sẽ test khoảng 5-7 tiếng gì đấy, sau đó mới trả khách. Chờ hàng trước khi gửi đi thì bên em gửi trả là đều test full công suất luôn. Biến tần cũng vậy.